Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bado Official. Ở video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn về các bước đơn giản nhất mà chúng ta sẽ thiết kế một cái card widget, làm sao mà các anh chị và các bạn đảm bảo được nó không có quá rườm rà đối với từng loại card widget. Tại hiện tại bây giờ là mình có thể là mình đang là thiết kế miễn phí cho khách hàng, nên mình hạn chế những cái rườm rà cho mình nhất ha. Do đó mình sẽ chọn những cái cách nào đơn giản nhất và sau đó chúng ta sẽ gửi qua cho khách hàng. Thì trước tiên theo mình nha, theo mình trước tiên thì các anh chị nên nhập tất cả các cái thông tin mà khách hàng đưa cho mình vào. Thì bây giờ mình sẽ nhập tất cả các thông tin. Thì về cách nhập thì các anh chị đưa vào trong cái chữ A ở trên cái hộp công cụ của Corel. Thì các anh chị nhấn vào hoặc là nhấn F8, các anh chị vào cái chữ A hoặc là textbox, các anh chị lắc vào. Sau đó các anh chị đưa chỏ chuột ra lít vào thì các anh chị đánh. Bây giờ mình sẽ nhập hết tất cả các thông tin. Thì trước khi nhập mình sẽ gợi ý cho tất cả các bạn về cách để nhập nhanh. Chúng ta không quan trọng là bây giờ cấp lock hay là đánh chữ thường. Và chúng ta sẽ đánh như thế này. Ví dụ như chúng ta sẽ đánh chữ thường hết như thế này. Ví dụ khi mà kết thúc một câu, ví dụ đây là kết thúc một câu, thì các anh chị enter xuống hàng và các anh chị đánh tiếp các nội dung tiếp theo của cái card widget. Cứ hết một cái nội dung thì các anh chị cứ đưa xuống. Mục đích của chúng ta làm vậy là khi mà chúng ta làm cái thao tác này thì các anh chị nhập văn bản thì nó sẽ nhanh hơn. Ví dụ sau khi mà các anh chị một cái card widget mà các anh chị ở đây là cái thằng tiêu đề của cái card widget để mà về cái nội dung của cái tên thương hiệu của người ta đây ha. Còn về chuyên ha, người ta trong cái card widget thì nó có về chuyên về kinh doanh về mặt hàng nào thì đây là một dòng khác, và sau đây là những cái dòng dưới ha. Thì khi mà chúng ta các anh chị nhập hết một loạt xuống dưới đây thì các anh chị chỉ cần bấm Ctrl+K thì ở cái phần cửa hàng này nó sẽ tách ra nè, từng hàng nó sẽ tách ra cho tất cả các anh chị ha. Và sau đó đối với các anh chị thấy là đây cái dòng đây là cái chữ thường đúng không, và nếu các anh chị muốn nếu mà không làm cách này thì các anh chị phải sử dụng cái ship rồi lên hoa đầu hàng. Thì bây giờ các anh chị muốn các chữ này có lên hoa đầu hàng thì các anh chị click vào chữ ha, tích hai cái vào chữ, các anh chị bôi đen hết chữ nè, bôi đen hết dòng chữ. Sau đó các anh chị đưa con chỏ chuột vào trong cái phần bôi đen này, sau các anh chị lít phải chuột thì các anh chị sổ xuống thấy cái dòng change cap. Thì các anh chị trên đây nó có các cái ví dụ nếu các anh chị lít vào đây thì nó sẽ là lên hoa hết tất cả các cái chữ đó đây, thì trong đây nó có là lên hoa tất cả các cái chữ mà đầu dòng chữ nè. Sau đó chúng ta sẽ thiết kế, chúng ta sẽ dàn bài sau khi mà tất cả các nội dung chúng ta đưa vào hết trong ha. Bây giờ mình sẽ nhập hết tất cả nội dung còn lại nha. Rồi sau khi chúng ta nhập hết cái chữ này vào thì bây giờ chúng ta sẽ để cái chữ này qua một bên. Và sau đó chúng ta sẽ tới cái phần vẽ cái khung cho cái card widget. Đối với thông thường mà các card widget mà chúng ta đưa đi in offset, đối với khi mà khách hàng đặt 5 hộp trở lên thì chúng ta sẽ sử dụng kích thước là 90. Ngang là 90 và cao là 55 cm.
55 mm, đây là kích thước mà chúng ta sẽ đi in offset. Còn đối với mà kích thước một số các bạn và các anh chị mà làm mà có cái máy cắt mà in với số lượng ít, một hộp hai hộp, mà các anh chị có cái máy cắt cạc tự động thì các anh chị sẽ sử dụng các kích thước là 93 ha. 93, ngang là 93 và cao là 57. Mục đích của cái kích thước nó khác như vậy là lý do khi mà chúng ta đưa vào máy cắt thì nó sẽ chừa cái lề ra, và cái kích thước của sau khi cái cạc được cắt trên máy cắt tự động thì nó sẽ cũng ra với kích thước là 90 55. Do đó thì chúng ta sẽ thiết kế cái dạng kích thước là 93 57 để khi đưa vào hệ thống cắt thì nó sẽ chừa ra. Bây giờ mình sẽ đưa vào hai cái kích thước vào cho các bạn dễ hình dung nha. Chúng ta giữ phím shift hai đối tượng, chúng ta bấm chữ E và chữ C cho đối tượng. Thì sau khi mà các anh chị đưa vào ha, ví dụ đây trên đây nó sẽ xếp cái cạc như thế này, thì các anh chị sẽ thấy là ở đối với khi mà sau khi mà đưa vào cắt thì khi mà cái lằn cắt của cái máy cắt nó sẽ đưa vào cái tâm của cái đường này, thì sau đó cái máy cắt nó sẽ cắt ra ha, nó sẽ cắt ra tới ngay chỗ cái viền mà trên cái đường giống này nè ha. Thì các anh chị sẽ thấy là khi cố những cái phần này thì nó sẽ là phần thừa và chúng ta sẽ bỏ đi. Thì khi mà cắt cái cạc visit ra thì nó sẽ là kích thước của nó là 90-55 nha. Có nhiều bạn hỏi mình về kích thước thì mình trước mình cũng làm một cái video về kích thước rồi mà các bạn chưa có theo kịp, chưa có xem qua, thì nếu các bạn gặp ở video này thì các bạn cũng hình dung được kích thước mà để mình thiết kế một cái cạc nhỏ lẻ thì là cắt bằng máy cắt tự động thì các anh chị sẽ dùng kích thước là 93-57. Còn nếu mà các anh chị mà sử dụng mà để đi in offset thì các anh chị chỉ cần làm đúng kích thước của cái cạc là 90-55 ha. Đối với cái cạc này thì khách hàng yêu cầu chỉ cần màu cam và màu xanh dương thôi, thì chúng ta sẽ cho cái màu cam trước, chúng ta đưa vào chúng ta tô màu ha. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ước lượng những cái thông tin nội dung này vào trong cái phần kích thước chúng ta ban đầu ha, chúng ta sẽ đưa vào để mà hiện cái dòng chữ lên thì các anh chị bấm phím Ctrl up hoặc là bấm Shift up thì nó cũng sẽ lên nha. Rồi trên đây là chúng ta sẽ chỉnh lại phông chữ kích thước chữ. Các anh chị chọn hết tất cả các chữ, các chị cấm shift up thì nó sẽ lên hết luôn. Sau khi các anh chị cứ đưa vào, các anh chị cứ đưa vào hết tất cả cái nội dung này vào. Thì đây là phần các anh chị cũng rã hết những cái dòng chữ này ra ha, bằng phím là Ctrl K để chúng ta khi mà chúng ta đưa vào á thì nó sẽ đưa từng dòng ra, chúng ta sẽ dễ chỉnh hơn. Này. Đối với cái cạc này thì nội dung nó rất là nhiều ha. Rồi đây là phần địa chỉ và phần số điện thoại. Thì thông thường một cái cạc như thế này thì các anh chị sẽ hình dung nó sẽ đưa ra làm 4 phần. Nó sẽ đưa ra làm 4 phần. Thứ nhất, đây là nếu mà cái cạc của người ta mà có cái logo thì nó sẽ đưa ra thêm một phần về logo, tên cửa hiệu, tên cửa hiệu. Và phần địa chỉ. Địa chỉ và nội dung. Này, thông thường thì cái phần địa chỉ á, thì nó sẽ nằm như thế này. Thì trên phần này á, trên phần này gọi là phần nội dung. Này, thì các anh chị nó sẽ thấy tương đương với khoảng 4 phần như thế này. Thì tất cả các nội dung mà các anh chị kinh doanh trong đây thì các anh chị sẽ đưa vào cho đây
Các chị sẽ hình dung như thế này. Thì cái dòng dưới này là các anh chị nên hiểu là đây là cái dòng địa chỉ ha, dòng địa chỉ và thêm số điện thoại. Thì cái card visit á, bao gồm nó tương tự là chia nhau 4 phần như thế này ha, các anh chị. Còn này, khi cái card visit này chỉ là card visit đơn giản nên người ta không có đưa, nên không có đưa cái logo, không có logo, thì chúng ta sẽ bỏ cái phần logo này, chúng ta giống như hình phần logo, và chúng ta sẽ đưa cái nội dung này lên trên như thế này ha. Và đưa cái nội dung ra thì các anh chị hình dung là nó chia làm 4 cái nội dung như thế, là khi mà các anh chị làm thì nó dễ hơn. Và thông thường á, các anh chị khi mà cái card visit này mà các anh chị làm thì nó khi mà các anh chị khi mà đưa vào các anh chị làm thì các anh chị là kéo thêm một bảng xuống để làm riêng ra cái phần của cái địa chỉ và cái số điện thoại. Đấy. Và cái nội dung này nó sẽ khác một chút, tại vì ở đây á, là họ cần là màu cam. Thì thông thường mà để một card visit mà nó hay đi với nhau, ta gọi là tông xì tông á, thì nó phải là cái màu nó đậm hơn. Thì để màu đậm hơn ha, các anh chị vào trong dưới đây nè. Các anh chị vào trong ở dưới cái phần góc phải của màn hình đó, nó có cái thùng sơn nè. Các anh chị lít vào hai cái vào thì nó sẽ hiện ra. Thì trên đây nè, nó có các cái thông số. Nếu các anh chị thuộc cái thông số này, thông số màu này, thì các anh chị đưa vào. Còn nếu không thì các anh chị di chuyển thông số chỗ này ha. Đó, nó mới là các anh chị đưa vào cái thông số cái này nè, cho khi là tới nào cái màu của chúng ta nó vừa ý mình, rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ ra và chúng ta bấm ok thôi. Thì thông thường nó ngăn cách giữa hai cái phần này á, thì mình hay sử dụng thêm một cái nền trắng, một cái đường viền trắng. Tại hai cái màu nổi như vậy thì mình hay sử dụng hai cái viền trắng như thế này. Hoặc là các anh chị cũng có thể thiết kế theo cái dạng mà hình uốn cong ha. Thì để muốn dạng hình uốn cong thì các anh chị vào trong cái click vào đối tượng này nè, các anh chị bấm Ctrl Q ở trên bàn phím, và sau đó các anh chị đưa vào cái phần sub tool hoặc là bấm F10, và sau đó các anh chị click vào cái đường viền ở trên ha, các anh chị bỏ vào chỗ phần convert nè, uốn cong. Thì các anh chị cũng có thể thực hiện các cái thao tác để mà uốn cong thế này. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ bỏ cái viền này đi ha. Và sau đó các anh chị lên copy ra thêm một phần nữa để tạo cái đường nhấn ở giữa. Thì chúng ta sẽ kéo, chúng ta sẽ đưa cái phần kia lên trên nè. Và sau đó chúng ta sẽ tô cái phần này, nó sẽ lợt hơn giữa cái phần đậm và cái phần này, phần trên thiết kế. Thì khi đó chúng ta sẽ đưa vào chúng ta giữ trái chuột, đưa vào trong phần giữ trái chuột thì nó sẽ hiện ra cái bảng này. Chúng ta có thể là chọn nè ha. Bây giờ các anh chị có thể là chọn theo màu, theo nào để cho nó nổi lên cái card visit hoặc là theo tông việt tông nè, tức là theo cái màu này, là thường đa số thông thường đây là màu nóng ha. Do đó chúng ta sẽ vào chỗ đó, chúng ta sẽ chỉnh lại những cái thông số như thế này, chúng ta sẽ chỉnh lại những cái đường đó sao cho nó rồi. Bây giờ các anh chị sẽ thấy là bây giờ cái card chúng ta đã bắt đầu hình thành, đúng không? Rồi sau đó thì các anh chị bắt đầu tiến hành, trước khi mà chúng ta đã setup những cái card đơn giản thế này rồi, thì chúng ta bắt đầu là tiến hành, chúng ta sẽ cân chỉnh các cái chữ này sao cho nó phù hợp. Sau khi chúng ta chia ra làm 4 rồi, 4 phần, thì các anh chị đã hình dung được, khi mà làm tới đây rồi thì các anh chị sẽ hình dung được là những cái phần nào các anh chị sẽ đưa cái nội dung vào, trao cho nó phù hợp với một cái card để cho nó hoàn thiện. Thì khi một cái card đơn giản thì các anh chị, mình nghĩ là các anh chị chỉ cần đơn giản làm vậy thôi. Hoặc là những cái cách mà chúng ta đơn giản hóa nó ra. Càng làm đơn giản thì chúng ta càng thực hiện nó dễ dàng và nó sẽ không bị tốn cái thời gian của chúng ta. Tại vì như lúc đầu mình nói là mình sẽ sử dụng cái thiết kế này giống như là thiết kế miễn phí cho khách hàng. Nên mình sẽ không có đặt nặng vấn đề về cái mẫu mã. Tại vì khi mà nếu mà cái mẫu của cái card visit á, mà thiết kế mà nhận diện thương hiệu á, thì tất cả các anh chị phải tính công vào. Do đó chỉ cần những cái thao tác đơn giản vậy thì các chị và các bạn có thể thấy là chúng ta cũng có thể làm được ra những cái mẫu card đơn giản ha. Nó cũng chung là tương đối cho cái card, những cái card đơn giản thế này.
Tuy nhiên khi mà cái card làm ra như thế này, các anh chị sẽ thấy là dựa trên tất cả các nội dung của cái card visit như thế này thì mình có thể thêm vào một số cái hình ảnh ha. Có thể là một số cái hình ảnh á, chúng ta có thể là thêm vào đây hoặc là thêm vào đây ha. Đối với những cái card như thế này thì chúng ta có thể là thêm được hai bên như thế này thôi. Còn để một cách đơn giản, chúng ta không cần phải tốn quá nhiều công sức để chúng ta sẽ nghĩ ra cái mẫu card chúng ta sẽ thiết kế như thế nào, thì các anh chị hãy lên trên cái Google ha, các anh chị gõ như thế này nè, các anh chị tìm vào ví dụ như là card visit. Các anh chị đánh thêm là công nghệ thông tin Quảng Ninh đây ha. Thì khi các anh chị click vào như thế này thì ở trên đây á, người ta cũng đã cho ra, người ta đang, các anh chị trên đây nè, người ta đã up lên những cái card visit mà người ta đã thiết kế rồi. Thì mình chúng ta là chỉ cần là chúng ta download về, chúng ta là biến tấu lại làm sao cho nó phù hợp ha. Thì đây là có rất là nhiều mẫu card nè, các anh chị thấy nha. Ví dụ card nhà hàng ha. Đây là card taxi Mai Linh. Các anh chị là thiết kế đồng hồ, thiết kế gì đó. Thì nếu mà các anh chị không quá bận tâm, không có thời gian nhiều, không cần phải suy nghĩ đưa ra những cái bản thiết kế thế nào, thì các anh chị chỉ cần click vào trong đây và sau đó các anh chị đào về thì trên đây là các anh chị sẽ thấy là người ta sẽ đưa ra những cái cạnh xích thế này. Thì trên dưới đây nó có phần download, các anh chị download về. Trên cái trang công nghệ thông tin này thì cũng rất là hay, có chia sẻ rất là nhiều cái background cho dân thiết kế và các anh chị đã gọi là quản trị viên á, quản trị viên của cái trang này đã up lên. Thì do đó là khi đó, khi chúng ta bây giờ chỉ cần xem bằng mở lên ha. Và chúng ta sẽ đưa cái tất cả các nội dung, chúng ta sẽ hình dung được tất cả các nội dung chúng ta đưa vào. Ví dụ đây nè, bây giờ mình sẽ lấy cái phần này ha, các anh chị copy qua phần nội dung mà mình đánh á. Các anh chị sẽ thấy trên đây là kích thước của họ là 80x53. Thì đây là của một cái mẫu card. Tại vì khi mà một cái mẫu card nhỏ, thì khi cái mẫu card thế này, thì khi mà cắt in offset á, thì người ta vẫn có cái mẫu card nhỏ thế này. Còn nếu bây giờ mình vô mình sẽ chỉnh lại là cái kích thước là 90x55. Rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ hết những cái phần này đi. Bây giờ các anh chị thấy là trong cái một cái card visit, người ta sẽ thiết kế, người ta cũng chia làm 4 phần ha. Thì ở đây các anh chị thấy không, nội dung logo người ta đưa lên trên tới phiên cái đại lý và cung cấp. Thì đây người ta sẽ không đưa cái địa chỉ ở vào trong phía trước, mà là người ta sẽ đưa cái địa chỉ ở vào phía sau này ha. Các anh chị thấy người ta sẽ đưa cái vị trí ở cái mặt phía sau. Tuy nhiên ở đây là cái card visit mà nó không có quá nhiều cái thông tin, do đó là người ta sẽ phân phối sao cho cái card nó thành hai mặt. Thì do đó là cái ở phía trước ha, thì nó là cái tên thương hiệu nè. Rồi chúng ta sẽ đưa vào cái những cái hình như thế này đó. Còn mặt sau thì người ta vừa vào địa chỉ. Còn đối với cái card visit như thế này mà mình đã nhận của khách hàng thì do cái nội dung thông tin nó quá nhiều nè ha, thì do đó là cái mặt trước làm sao vẫn đảm bảo được là cái nội dung thông tin này, và mặt sau nó còn một cái nội dung nữa là nội dung thông tin phiếu bảo hành, tức là người ta sẽ sử dụng cái card này để người ta làm bảo hành luôn. Thì ở đó nó vẫn còn cái nội dung thông tin bảo hành nữa. Mà trong khi một cái card mà nó đưa quá nhiều thông tin như thế này thì cái card nó sẽ tạo cho một cái sự nhìn vào nó sẽ gây ra rối mắt hơn nhiều hơn. Tại vì đa số những cái card thông thường như thế này thì đa số người ta là muốn là những cái nội dung, những cái dịch vụ mà người ta làm thế nào thì người ta muốn đưa vào trên cái card visit luôn ha. Thì vẫn đảm bảo là nó bằng 4 nội dung. Thì khi đó các anh chị có thể là đưa vào, các anh chị bây giờ khi mà các anh chị đào về rồi xong ha, các anh chị ingrip nó ra bằng cái phím tắt là Ctrl U, sau đó các anh chị bỏ hết tất cả các phần này đi, bỏ luôn cái phần hình ảnh này đây về vào đây ha. Đây thì các anh chị sẽ thấy nó hình dung là các anh chị sẽ thấy đây là một cái card visit mà người ta vẽ như thế này nè. Thì bây giờ nếu mà các anh chị đã ưng ý cái mẫu này, các anh chị chọn khách hàng rồi, thì các anh chị cũng có thể các anh chị bỏ vào ha, bỏ vào sao cho nó phù hợp với nội dung bên đây ha. Tại vì mỗi người mỗi cái cách
thiết kế khác nhau, nên là không có người nào giống người nào hết. Nếu mà các bạn là người mới học tập về cách thiết kế kẹo zip thì các bạn có thể lên trên Google, ngoài những cái trang công nghệ thông tin Quảng Ninh này thì các anh chị có thể là lên cái trang Google này, các anh chị download những hình ảnh kẹo zip đẹp về. Ví dụ các anh chị đánh vào đây ha. Ví dụ các anh chị đánh vào đây kẹo zip đẹp thì trên đây nó sẽ hiện ra hàng loạt cái mẫu mà những anh chị người ta đã thiết kế sẵn như thế này. Đây là những cái mẫu thì các anh chị có thể về các anh chị vẽ lại theo cái cách như thế này ha, vẽ lại theo cái cách như thế này. Này, đây là những cái mẫu kẹt tương đối là phải nói là rất là đẹp ha. Đây, ví dụ những cái mẫu kẹt zip này ha. Thì các anh chị có thể là vẽ theo những cái ý tưởng này rồi các anh chị lưu lại, các anh chị sử dụng. Rồi nếu mà các anh chị không có thời gian thì các anh chị cứ lên, các anh chị đào về. Mỗi người mỗi cái cách thiết kế khác nhau, và cái mỗi khách hàng sẽ họ cũng nhìn những cái cách thiết kế khác nhau nên họ cho rằng cái nào đẹp, cái nào không đẹp. Có khi những cái đó, những cái thiết kế như thế này nè, là mình đã cho là đẹp ha, nhưng mà khách hàng lại không thích, khách hàng không thích lại mẫu này, họ chỉ cần làm đơn giản thôi. Do đó là ngoài ra, ngoài khi thiết kế thì chúng ta phải dựa trên cái ý tưởng của khách hàng rồi thì chúng ta mới đưa vào chúng ta vận dụng. Đó là những cái cách mà để chúng ta trình bày một cái kẹt visit. Đối với in những kẹt visit nhỏ lẻ với cái số lượng là 1-2 hộp thì các anh chị nên giải thích cho khách hàng ngay từ đầu, đó là khi mà khách hàng vào thì mình sẽ giải thích là đối với in mà nhỏ lẻ vậy thì cái chất lượng nó sẽ không có bằng in bằng offset. Thì để mục đích là mình sẽ hướng cho khách hàng in theo cái số lượng 5 hộp để mình gửi mình in offset thì nó sẽ thuận tiện hơn và cái chất lượng nó đẹp hơn. Thì đối với cái kẹo visit nhỏ lẻ thì các anh chị nếu mà khách hàng có nhu cầu thêm cán màng thì các anh chị sẽ sử dụng cái máy cán màng nhỏ, cán màng nhiệt nếu các anh chị có màng nhiệt. Các anh chị cán cho khách hàng, còn nếu không các anh chị khách hàng có nhu cầu nữa thì các anh chị hay ra những cái tiệm quảng cáo hoặc là những cái nơi bán đề can trong thì các anh chị hỏi mua đề can trong mà loại cái đề can mà nó mỏng á, nó mỏng thôi, nó mỏng nhất và loại rẻ nhất để các anh chị cán lên cho khách hàng và chúng ta cũng cắt bình thường theo cái khổ A4 và sau đó chúng ta sẽ cán và chúng ta sẽ cho vào trong máy để chúng ta cắt. Thì đối với khách hàng mà mình ở đây mình luôn làm hiện tại bây giờ là nhỏ lẻ thì mình sẽ không nhận nữa, mình sẽ chuyển hướng cho khách hàng là in từ 5 hộp đến 10 hộp thì với số lượng in càng nhiều thì nó càng rẻ. Nhưng mà với cái cách đó thì mình sẽ không cần phải đầu tư thêm máy cắt hay máy gì hết, nhưng mà mình chỉ cần biết cách thiết kế, sau đó chúng ta sẽ liên kết với cái nhà in ở trong Sài Gòn á hoặc là những nơi gần của các bạn để các bạn gửi file cho người ta in. Với cái giá thành thì người ta sẽ lấy cho mình, ở với cái giá sỉ thì giờ mình sẽ tính lại cho khách hàng. Thì mình thấy cái giữa hai cách đó và cái lợi nhuận của mình in thì mình thấy nó vẫn cũng rất là ok, nên mình bữa nay là mình chọn về cái phương hướng là in liên kết nhiều hơn là mình phải in ở tại tiệm. Rồi đó là những cái bố cục đơn giản nhất để thiết kế một cái những cái kẹt visit đơn giản. Mình hy vọng nó video này sẽ hữu ích cho tất cả các bạn và các anh chị. Nếu các anh chị cảm thấy video này thật sự có hữu ích đối với tất cả các anh chị mới, còn nếu các anh chị nào mà đã biết cách thiết kế chuyên nghiệp rồi thì xin bỏ qua video này và không bàn luận về video này nhé. Khi các anh chị xem video thì các anh chị hãy cố gắng nhấn vào nút like để ủng hộ tinh thần cho video. Sau này mình sẽ có những cái tinh thần tiếp theo để mình ra những video khác chia sẻ tất cả các anh chị. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì các anh chị hãy cố gắng giúp mình đăng ký kênh để cho kênh ngày càng phát triển hơn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở video sau. Chúc các anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trên công việc của mình.